Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top Car VN. Để mà lựa chọn được một chiếc xe chạy công việc, chạy dịch vụ vừa bền lành, tiết kiệm nhiên liệu, option đầy đủ, giá tiền hợp lý, chắc tại thời điểm này khó có một chiếc xe nào có thể vượt qua được chiếc xe Toyota Vios E phiên bản số sàn của bên nhà Toyota. Chiếc xe mà trong cái video ngày hôm nay Top Car VN sẽ cập nhật đến anh chị chính sách giá bán khuyến mại tốt nhất tại thời điểm này dành cho bản E số sàn của Vios. Cái chương trình khuyến mại về quà tặng phụ kiện, về tặng bảo hiểm thân vỏ và mức giá lăn bánh mới nhất đến với những anh chị, những khách hàng nào chúng ta đã và đang quan tâm theo dõi về cái phiên bản này. Vios số sàn thì gần như là chiếm trọn doanh số ở cái phân khúc sedan cỡ B, khi mà nó đang cạnh tranh với cả chiếc xe Honda City. City thì lại không có số sàn, đang cạnh tranh với cả chiếc xe Hyundai Accent. Nhưng mà Hyundai Accent thì số lượng xe số sàn cũng cực kỳ là ít luôn. Chưa kể cái dòng xe Vios này thì nó rất là bền bỉ này, thương hiệu từ trước tới nay rồi. Ngoài ra thì option mẫu model mới này nó có thể nói là vượt tầm phân khúc luôn đó. Về mức giá nhá, thì tại thời điểm này với mức niêm yết là 479 triệu, bản E số sàn ba túi khí thì đại lý đang bán với mức giá là 464 triệu đồng. Như vậy là đâu đó giảm 15 triệu đồng tiền mặt dành cho anh chị. Thế còn đại lý còn tặng thêm dán kính, trải sàn, camera hành trình. Đây là những cái phụ kiện rất là cơ bản. Này còn tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Vậy thì bản E số sàn mình có cập nhật lăn bánh ở tỉnh đâu đó sẽ là 491 triệu là có thể mang xe về. Ở Hà Nội là 516 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 511 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 491, ở Hà Nội là 516 và thành phố Hồ Chí Minh là 511 triệu đồng. Đó là cái mức giá lăn bánh. Chiếc xe này là lắp ráp trong nước cho nên là được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Cho nên là nó mới ra cái mức giá lăn bánh mình vừa mới đọc. Thế còn anh chị mà chúng ta mua trả góp mà bản E số sàn của Vios thì ở tỉnh đâu đó bỏ ra số tiền tối thiểu là 120 triệu. Hà Nội tối thiểu sẽ là 145 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 140 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 120 này, Hà Nội là 145 và thành phố Hồ Chí Minh là 140 theo phương án trả góp để mang xe về. Mức giá lăn bánh này đã có 1 năm bảo hiểm thân vỏ ở đây rồi. Phụ kiện cơ bản là đầy đủ, dán kính, trải sàn và camera hành trình. Đó. Thế còn nhân tiện video này mình cũng xin phép là giới thiệu nhanh những cái đặc điểm về ngoại thất, nội thất, option, tính năng an toàn của Vios E số sàn dành cho các bác mà chúng ta đang lần đầu tìm hiểu hoặc đang có kế hoạch mua xe chạy công việc, chạy dịch vụ. Về phần ngoại thất của xe thì cái phần mặt ca lăng đây là cái mặt ca lăng theo kiểu thiết kế mới nhất, kéo dài sang hai bên và nó có điểm nhấn đó là cái miếng sơn đen bóng to bản được kéo dài sang hai bên, nhìn cũng rất là nổi khối và nhìn cái phần đầu xe ở đâu đó thì nó cũng rất là khỏe anh chị ạ. Bản E số sàn của Toyota Vios thôi nhưng mà trang bị đèn là công nghệ là bi led luôn anh chị nhé, đèn bi led luôn đấy, tích hợp trong cái cụm đèn này có cái đèn xi nhan luôn. Nói chung là nếu như so ở trong phân khúc ví dụ so với Hyundai Accent thì hiện tại vẫn là sử dụng đèn halogen, nhưng mà Vios E phiên bản số sàn này đã sử dụng là dạng đèn bi led rồi. Ở bên dưới này có cái giải đèn led định vị ban ngày anh chị nhé. Còn đây là đèn xi nhan mình cũng đang bật, anh chị chúng ta có thể nhìn được. Đèn bi led thì cho ánh sáng nó tập trung, nó sáng hơn so với cả đèn bi halogen anh chị nhé. Ở bên dưới này thì chiếc xe cũng được trang bị là đèn sương mù, cũng là dạng led luôn. Đó, bản E số sàn mà công nghệ đèn vượt tầm phân khúc đúng không ạ. Cái miếng sơn nhựa màu đen bóng này đấy, ở phần đầu xe nó tạo cái cảm giác cứng cáp hơn. Thực ra mà nhìn phần đầu xe này thì các bạn khó mà nhận biết được bản E số sàn hay là bản G đấy. Nó chỉ khác nhau về cái cảm biến ở phần đầu xe này thôi. Bản G thì có thêm cái cảm biến, còn bản E này thì không đấy. Đó là về cơ bản về cái phần đầu xe để chúng ta có thể hình dung được chiếc xe Toyota Vios một cái phiên bản 3 túi khí. Hiện tại thì đại lý cũng đang có đủ màu giao ngay. Cái bản trước mắt của các bạn đó là bản đây là màu này là màu vàng cát, một cái màu mà rất phổ thông của Toyota Vios luôn. Anh chị mà chúng ta chạy công việc, chạy dịch vụ thì cái màu này nó rất là ít lộ bẩn. Đấy, nó ít lộ bẩn, nhìn màu nó cũng tương đối là sạch. La răng của chiếc xe Vios E phiên bản số sàn này thì là la răng cũng là kiểu dạng mới đúng không ạ? Nhìn la răng đúc nhìn cũng rất là đẹp. Màu đen kết hợp với cả phay cái màu bạc nhìn rất nổi khối. Bốn bánh của nó đều là phanh đĩa đấy các bác nhé. Bốn bánh đều là phanh đĩa luôn. Đấy, la răng 15 inch, ABS cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Đó là những cái tính năng an toàn được trang bị đầy đủ luôn. Đó là về cái phần la răng. Tiếp theo nữa là sang cái phần gương chiếu hậu của xe. Gương chiếu hậu của bản số sàn này thì có tích hợp xi nhan trên gương rồi. Gương là gập điện, chỉnh điện anh chị nhé. Các bác mà muốn độ thêm cái cục gương tự động nữa thì cũng rất là ok thôi. Thì đâu đó giá của nó rơi vào khoảng tầm hơn triệu tùy từng nơi quý chị bạn ạ. Đấy. Thế còn tiếp theo là phần tay nắm cửa của bản E số sàn.
thì nó lại được sơn cùng màu thân xe luôn. Và hiện tại thì cái phần tay nắm cửa này các bác mà thích, chúng ta ốp thêm cái chrome vào bên trong và cái hõm cửa đây kìa thì nó đỡ xước, nhưng theo mình thì cũng không nhất thiết cần, nên là tùy từng các bác, nếu chúng ta có thể là độ thêm hoặc không thì tùy. Đó là về phần sườn xe của bản E số sàn Toyota Vios về phần ngoại thất. Thế còn sang cái phần đuôi sau này, phần đuôi sau này thì các bác có thể để ý là cái phần đèn hậu phía sau nó nhìn cũng tương đối là liền mạch, và đằng sau này về tính năng an toàn nhé, nó có trang bị về camera lùi luôn. Đấy, logo của Toyota này bên dưới này là cam lùi cùng với cảm biến lùi. Đấy, bản E nhé, đây này, đèn hậu phía sau này. Bản này thì trang bị 3 túi khí. Đấy, Vios thì có 3 phiên bản, bản E số sàn 3 túi khí nhá. Cảm biến lùi này, đúng không ạ? Vừa có cảm biến này, và ở bên trên này chúng ta sẽ có một cái camera lùi tích hợp sẵn theo xe, chứ không phải là độ gì đâu. Đấy, bản số sàn chạy công việc, chạy dịch vụ như này thì về chúng ta đâu phải độ thêm cái gì nữa đâu, đúng không ạ? Dán kính thì lại được tặng, chạy sàn thì cũng được tặng rồi, camera hành trình lại được tặng tiếp, thì đúng là chỉ việc chạy thôi. Bảo hiểm thân vỏ thì tặng 1 năm tại thời điểm này. Đấy, cái miếng ốp sau được sơn màu đen sần, dạng sần anh chị nhé. Đấy, nó cũng sạch sẽ mà. Dung tích tiêu hao nhiên liệu có lẽ là nhiều bác quan tâm, nhiều anh chị chúng ta quan tâm về cái chiếc xe này. Ở cung đường kết hợp của nó là 6,02 lít, trong đô thị là 7,62 lít và ngoài đô thị của nó là 5,08 lít cho số sàn chạy công việc, chạy dịch vụ, quá là tiết kiệm luôn, đúng không ạ? Điều hòa của Toyota Vios thì nó phải là quá mát luôn, đúng không ạ? Mát nhanh nhé, là còn mát sâu nữa cơ. Anten số sàn thôi nhưng cũng là dạng vây cá mập rồi, và cũng sơn cùng màu thân xe luôn. Đấy, em giới thiệu để các bác có thể là nắm được về cái phần ngoại thất của xe nó là như vậy. Đúng là đèn thì là vượt trội rồi, đúng không ạ? Có cảm biến này, có camera lùi nữa. Không gian nội thất của xe lại cũng là một cái phần ăn điểm. Cái phần ghế của cái bảng số sàn của các dòng xe khác mà chạy công việc nhá, thường là người ta làm ghế nỉ, nhưng Toyota lại làm là ghế da luôn. Đấy, chất liệu là ghế da luôn. Những cái tính năng an toàn cơ bản thì bản này cũng có 3 túi khí. Đấy, ngoài ra nữa thì những cái tính năng ví dụ cân bằng điện tử, phân bổ lực phanh điện tử thì cũng có đầy đủ hết. Khởi hành ăn dốc cũng có. Đây này, trên vô lăng của nó là chất liệu urethane này, có được tích hợp điều chuyển âm lượng, điều chuyển kênh, đúng không ạ? Đấy, tăng giảm âm lượng. Còn bên đây là có cả đàm thoại rảnh tay, khi mà anh chị mà chúng ta kết nối với cả Bluetooth thì có thể là bật tắt thông qua cái nút đàm thoại như vậy. Ghế của nó là ghế da nhé, ghế da và màu sắc sẽ là màu đen. Ghế là ghế điều chỉnh cơ thôi, thì đương nhiên trong cái phân khúc B này thì xe nào cũng là điều chỉnh cơ hết, và cái bản nào nó cũng là điều chỉnh cơ hết luôn. Đấy, chứ không phải là số sàn là điều chỉnh cơ, số tự động là điều chỉnh điện đâu, tất cả đều là điều chỉnh cơ hết các bác nhé. Đó là về cái phần ghế da này, đó một cái đặc điểm rất là hay, vượt trội so với cả những đối thủ cạnh tranh. Ở đây là nắp mở cốp này, còn đây là nắp mở xăng này, em quay ở đây để anh chị chúng ta nếu mà khi nhận xe chúng ta cũng biết được. Đấy, các bác mà biết rồi thì thôi, còn chưa biết thì chúng ta có thể là dễ dàng thao tác. Cái phần cửa gió điều hòa vị trí người lái này, điều hòa của Toyota Vios luôn luôn là một chiếc xe phải nói là rất là mát luôn, đúng không ạ? Không cần cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai luôn, cái bản trước ấy, nhưng mà nó cũng rất là mát, không ai chê được. Màn hình giải trí là có sẵn luôn nhá các bác nhá, màn hình giải trí của Pioneer. Đấy, ngoài ra thì cửa gió điều hòa ở vị trí trung tâm này, anh chị chúng ta có thể là điều chỉnh điều hòa, lấy gió trong, lấy gió ngoài, công tắc AC, điều hòa điều chỉnh cơ thôi. Đấy, chúng ta sẽ điều chỉnh theo cái nhiệt độ mà chúng ta muốn nó mát nhất hoặc là như thế nào đấy, theo cái sở thích, đúng không ạ? Tăng giảm quạt gió hay là hướng gió thổi. Cái này thì anh chị chúng ta nhận xe thì sẽ được hướng dẫn đầy đủ anh chị nhé. Hộp số sàn này đi rất là mượt mà, êm ái, vào số rất là ok. Chạy công việc, chạy dịch vụ thì rất nhiều các bác khách hàng chúng ta lựa chọn về cái chiếc xe này. Phần đây là phanh tay là dạng cơ anh chị nhé. Đấy, có một cái thêm một cái cổng sạc 12V, thường là để kết nối với cả cái camera hành trình. Đấy, cam hành trình. Bệ tì tay bản số sàn này cũng có luôn, model mới này có luôn. Đi đường trường, đường dài thì chúng ta có thể ngả người một chút, nó đỡ bị mỏi người. Đấy, đó là về cái hàng ghế phía trước, không gian của cái hàng ghế phía trước này mà em giới thiệu. Thế còn sang cái phần táp ly cửa vị trí người lái thì sao? Bảng số sàn thì cũng trang bị đầy đủ thôi, những cái nút bấm ví dụ như là lên xuống kính này, vị trí người lái của nó sẽ là auto tự động một chạm các bác nhé. Ngoài ra thì những cái nút bấm ví dụ như là khóa cửa này, khóa gương này, cụp gương điện này, điều chỉnh mặt gương này là đầy đủ. Có mỗi cái là cái cụp gương tự động thì nó chưa có thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta khóa cửa thì nó sẽ chưa tự động cụp gương lại. Cái này thì em cũng giới thiệu rồi, các bác có thể là nâng cấp thêm đâu đó khoảng tầm 1 triệu đồng là ok thôi.
hạng ghế thứ hai của Toyota Vios thì nó là quá rộng. Người ta mua cái chiếc xe Vios này có một cái đặc điểm nữa, đó là hàng ghế thứ hai nó rộng rãi, khách hàng người ta ngồi ở hàng ghế thứ hai nó thoải mái, đi nó không bị bí các bác ạ. Đấy, có cả cái cổng sạc nhanh luôn ở hàng ghế thứ hai này nhá, cổng sạc để kết nối với cả điện thoại, sạc điện ấy, ngồi rất là rộng rãi thoải mái. Đó là cái mức giá cũng như là những cái thông tin về chiếc xe Vios E phiên bản số sàn model mới này mà ngày hôm nay video này Top Car VN giới thiệu dành cho các bác đang cần tìm một chiếc xe chạy công việc, chạy dịch vụ, thì chiếc xe này là một cái sự quan tâm tham khảo phải nói là quá tốt luôn. Chỉ có cái là chúng ta đàm phán thêm về cái mức giá tại thời điểm nào là tốt nhất thôi. Vậy thì các anh chị các bác mà chúng ta có nhu cầu xem xe trực tiếp lái thử, hãy gọi cho cái số hotline ở dưới góc trái màn hình này. Miền Bắc thì các bạn hãy gọi hotline ở miền Bắc, miền Nam thì các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam để có thể cập nhật và giới thiệu những cái chính sách giá tốt nhất tại thời điểm mà chúng ta làm hợp đồng và đặt cọc. Em xin chào ạ.